Cô chào các em. Các em thân mến, Bác Hồ là vị lãnh tụ, vị cha già kính yêu của dân tộc. Bác đã trở thành cảm hứng, thành đề tài phong phú cho văn học hiện đại Việt Nam. Chính vì thế, khi Bác mất, rất nhiều những nghệ sĩ đã sáng tác để bày tỏ nỗi đớn đau trước việc Bác ra đi mãi mãi. Như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: suốt mấy đêm rày đau tiện đưa, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Nhưng 7 năm sau, có một nhà thơ vẫn tuôn nước mắt khóc Bác khi được ra Hà Nội đến viếng lăng Bác. Đó chính là Viễn Phương. Ông viết bài thơ Viếng Lăng Bác để bày tỏ những cảm xúc mãnh liệt, tha thiết của mình. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài thơ này của Viễn Phương. Các em mở sách giáo khoa trang 58, chúng ta cùng chú ý vào sách. Trước hết, ta tìm hiểu về tác giả. Viễn Phương sinh năm 1928, mất năm 2005. Tên thật là Phan Thanh Viễn, quê ở An Giang. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông hoạt động ở Nam Bộ, là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn học. Là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Sau năm 1975, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và được bầu vào Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Thơ Viễn Phương thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm. Vì thế mà nhà thơ Mai Văn Tạo đã nhận xét về ông: thơ Viễn Phương dễ nhớ, giàu cảm xúc nhưng không bi lụy, cường điệu nỗi đau. Chính cái đặc điểm này đã được thể hiện rất rõ trong bài thơ Viếng Lăng Bác của ông. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về bài thơ. Trước hết, các em chú ý hoàn cảnh sáng tác của nó. Viếng Lăng Bác được viết năm 1976, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, lăng Chủ tịch vừa khánh thành. Viễn Phương lúc ấy được đại diện cho đồng bào miền Nam ra Hà Nội, và ông có vào viếng lăng Bác từ cái cảm xúc được dâng trào trong lòng. Ông viết bài thơ Viếng Lăng Bác như là một nén tâm nhang dâng lên người. Bài thơ này in trong tập thơ Như Mây Mùa Xuân năm 1978. Chúng ta đọc bài thơ. Viếng Lăng Bác. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi, hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Mai về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh lăng Bác, muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Các em thấy bài thơ được viết theo thể thơ 8 chữ và kết hợp với một vài câu thơ 7 chữ. Viếng Lăng Bác đã nói về cảm xúc của nhà thơ khi đến viếng lăng Bác Hồ.
Bố cục ta có thể chia làm 4 đoạn, mỗi khổ thơ là một đoạn. Khổ 1, tác giả nói về cảm xúc của mình trước cảnh vật bên ngoài lăng. Khổ 2 là cảm xúc khi hòa vào đoàn người vào lăng viếng Bác. Khổ 3 là cảm xúc khi được vào trong lăng, tận mắt nhìn thấy di hài Bác. Khổ 4, ước nguyện của nhà thơ trước khi ra về. Nhìn vào ý thơ của 4 khổ, chúng ta nhận ra nội dung đã được phát triển theo trình tự thời gian và không gian, thể hiện cái mạch vận động của cảm xúc nhà thơ. Toàn bộ bài thơ này có giọng điệu vừa nhẹ nhàng tha thiết, vừa suy tư trầm lắng, rất phù hợp để bộc lộ niềm đau xót lẫn thành kính, tự hào, biết ơn của nhà thơ đối với Bác. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản. Trước hết là khổ 1, cảm xúc của tác giả trước những cảnh vật ngoài lăng. Ta đọc lại toàn bộ khổ thơ. Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi, hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Các em chú ý vào câu thơ đầu tiên. Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. Ta thấy Bác Hồ và tác giả là lãnh tụ và công dân. Đây là một mối quan hệ vốn dĩ là xa cách. Nhưng nhà thơ lại xưng hô với Bác là con và Bác rất gần gũi, thân thiết, gợi ra một mối quan hệ gắn bó, thân tình. Thực ra thì cách xưng hô này không phải là mới. Trước Viễn Phương đã có nhiều nhà thơ xưng hô với Bác như vậy. Cô lấy ví dụ. Có những câu thơ viết: bàn tay con nắm tay cha, bàn tay Bác ấm vào da vào lòng. Nhưng cái mới của Viễn Phương ở đây là con ở miền Nam. Hai chữ miền Nam gợi ra mối quan hệ gắn bó giữa Bác Hồ với đồng bào Nam Bộ. Các em biết là Bác đã từng nói miền Nam luôn trong trái tim tôi. Và Bác chỉ mong có một ngày thống nhất Bác được vào thăm đồng bào miền Nam. Còn đồng bào miền Nam thì cũng như vậy, ước ao được đón Bác vào thăm. Cho nên khi Bác mất, đồng bào miền Nam vô cùng đau xót. Nhà thơ Tố Hữu đã viết được những cảm xúc đó qua các câu thơ. Bác đã đi rồi sao Bác ơi? Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời, miền Nam đang thắng mơ ngày hội, đón Bác vào thăm thấy Bác cười. Như vậy, hai chữ con và Bác thốt lên một cách rất tự nhiên và vô cùng là yêu thương, tha thiết. Ở câu thơ thứ nhất, tác giả còn sử dụng phép nói giảm nói tránh. Rõ ràng là mở đầu bài thơ, tựa tác giả viết là viếng lăng Bác, tức là đến nơi thăm một người đã khuất. Nhưng ở câu thơ đầu thì tác giả lại không dùng từ viếng mà dùng từ thăm, thường dùng để chỉ với một người vẫn còn đang sống, đang tại thế. Vậy thì cái cách nói giảm nói tránh này vừa gợi được sự thân mật, vừa thể hiện cái nỗi đau mà nhà thơ đang cố giữ ở trong lòng, cố gắng kìm nén. Câu thơ đầu giản dị như một thông báo, nhưng lại gợi được nỗi xúc động của một người con miền Nam xa, sau bao năm mong mỏi, bây giờ mới được ra thăm Bác. Từ nỗi xúc động được dâng lên trong lòng thì nhà thơ quan sát những cảnh vật bên ngoài lăng Bác, và ông thấy, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi, hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Ở đây tác giả thấy hàng tre là một hình ảnh thân thuộc, bình dị ở mọi làng quê Việt Nam. Và chính
hàng tre được miêu tả bằng các tính từ như bát ngát, xanh xanh, rất gợi tả để nói tới một hàng tre trải dài, mờ ảo trong làng sương sớm, gợi ra một vẻ thanh bình ở nơi Lăng Bác. Nhưng hàng tre hiền hòa ấy, trong khổ thơ này, nó là hình ảnh biểu tượng cho dân tộc Việt Nam. Một dân tộc có sức sống bền bỉ kiên cường như hàng tre vững vàng trong mọi bão táp mưa sa. Hàng tre còn tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Và ở đây hàng tre, Bác Hồ, dân tộc Việt Nam là một sự liên tưởng rất tự nhiên, rất hợp lý. Bởi vì Bác Hồ chính là một người con ưu tú của cả dân tộc. Cho nên hàng tre xuất hiện ở đây cũng giống như là cả dân tộc ta luôn sát cánh bên Bác. Khi nhìn thấy hàng tre, tác giả không nén được cảm xúc của mình. Ôi, là một thán từ được viết như một câu cảm thán đã bộc lộ nỗi xúc động bắt đầu trào dâng lên mạnh mẽ trong nhà thơ. Vậy thì ở khổ thơ đầu, tác giả kể chuyện ra Hà Nội viếng Lăng Bác mà dạt dào bao cảm xúc, bởi vì giống như là trở về quê nhà thăm người cha thân yêu bấy lâu xa cách vậy. Từ nỗi xúc động được dâng lên, thì nhà thơ bày tỏ cảm xúc khi cùng với dòng người vào lăng viếng Bác. Tác giả viết, ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Các em chú ý cho cô điệp từ ngày ngày. Ngày ngày chỉ vòng tuần hoàn vô tận của thời gian, nhưng ngày ngày cũng nói tới một cái hoạt động, một cái sự kiện được lặp đi lặp lại kéo dài. Vậy thì ở đây nhà thơ đang muốn nói tới những hiện tượng đã trở thành cái quy luật bình thường đều đặn của tự nhiên, của con người. Cái quy luật ấy đó là mặt trời mọc trên Lăng Bác và dòng người đến viếng Lăng Bác. Chúng ta xem tác giả miêu tả mặt trời như thế nào. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Hai câu thơ có xuất hiện hai hình ảnh mặt trời. Mặt trời trên lăng là hình ảnh thực, là mặt trời của tự nhiên, của vũ trụ, luôn chói lọi, vĩnh hằng. Đây là hình ảnh mà ai cũng thấy, ai cũng quen. Nhưng từ hình ảnh này mà liên tưởng đến Bác Hồ thì đó là sự liên tưởng của nhà thơ. Chúng ta thấy tác giả nghĩ đến mặt trời trong lăng, hình ảnh ẩn dụ cho Bác Hồ. Bởi vì Bác Hồ với tư tưởng ngời sáng cũng giống như mặt trời rực rỡ sẽ luôn vĩ đại và bất tử với mọi người dân Việt Nam. Không chỉ sử dụng hình ảnh ẩn dụ mặt trời trong lăng, tác giả còn kết hợp với phép nhân hóa. Mặt trời trên lăng đi qua Lăng Bác mỗi ngày và thấy có một vầng mặt trời khác rất đỏ. Cái nghệ thuật nhân hóa này đã biến mặt trời tự nhiên như là một con người có thực, chứng kiến một mặt trời còn rực rỡ hơn cả mình. Đó chính là mặt trời trong lăng. Với cách viết như thế thì tác giả Viễn Phương đã có một cái sáng tạo hết sức độc đáo. Bởi vì trước ông thì có nhiều người đã ví Bác như là mặt trời,
cô lấy ví dụ như là nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: người rực rỡ một mặt trời cách mạng, mà đế quốc là loài rơi hốt hoảng, đêm tàn bay chập choạng dưới chân người. Viễn Phương cũng ví bác là mặt trời, nhưng lại đồng thời có biện pháp nhân hóa ở đây, cho nên lời thơ của Viễn Phương không giống như là lời thơ của các nhà thơ đi trước, có cái gì đó độc đáo. Và chúng ta thấy tác giả nhờ cái cách viết như vậy mà vừa ca ngợi, vừa bộc lộ được lòng yêu quý, tôn kính, ngưỡng mộ của nhân dân, của chính mình đối với Bác Hồ. Giáo sư Trần Đình Sử cũng nhận xét trong bài viết Lời của người con miền Nam ra thăm cha già dân tộc: ví bác với mặt trời là hình ảnh đã quen, nhưng đem so sánh mặt trời trên lăng với mặt trời trong lăng là một sáng tạo mới, xuất thần, thoát sáo, chưa hề có. Mặt trời rất đỏ, làm nhớ đến trái tim nhiệt huyết, chân thành, trái tim thương nước, thương dân. Như vậy, các em thấy giáo sư Trần Đình Sử đã giúp chúng ta hiểu sâu hơn lời thơ của nhà thơ Viễn Phương khi mà ông đã sử dụng nghệ thuật ẩn dụ kết hợp với phép nhân hóa để giúp cho lời thơ của mình thêm độc đáo, hấp dẫn. Không chỉ thấy mặt trời, nhà thơ còn thấy dòng người đi vào lăng viếng bác. Hình ảnh dòng người đi trong thương nhớ là một hình ảnh thực. Tác giả miêu tả mọi người xếp hàng từ từ chậm chậm vào lăng. Ngày nào cũng thế, dòng người này không bao giờ dứt, cứ đến với bác và lặng lẽ đứng vào hàng ngũ rất nghiêm trang để vào lăng viếng bác. Thì từ cái dòng người này, tác giả liên tưởng đến một tràng hoa. Kết tràng hoa dâng là hình ảnh ẩn dụ kết hợp với từ biểu cảm dâng, bộc lộ tấm lòng thành kính của nhân dân đối với bác. Như vậy, cả dòng người là một tràng hoa, thì mỗi con người là một bông hoa. Bông hoa rất đẹp, rất tươi thắm, thể hiện tình cảm kính yêu dành cho bác. Ở đây, nhà thơ còn sử dụng hình ảnh 79 mùa xuân là một hình ảnh hoán dụ. 79, các con biết đó là cuộc đời của bác, 79 tuổi. Nhưng tác giả lại nói đó là 79 mùa xuân. Bởi vì đối với nhà thơ Viễn Phương, thì mỗi một tuổi của bác là một mùa xuân bác dâng lên dân tộc. Người đã hy sinh cả cuộc đời của mình để đem tới cho người dân tộc ta những mùa xuân tươi đẹp. Đây chính là lời thơ ca ngợi cuộc đời của bác, ca ngợi những hy sinh, những đóng góp của bác cho nhân dân ta. Câu thơ cuối của khổ thơ này có 9 chữ, là một câu thơ rất đặc biệt, lại được kết hợp với một dấu chấm lửng. Ta cảm giác như câu thơ cứ kéo dài, giống như dòng người viếng thăm bác, kéo dài, không dứt cùng với thời gian. Vậy, kết hợp tất cả những nghệ thuật, chúng ta thấy hai câu thơ, nhịp thơ chậm buồn, trầm lắng, hình ảnh ẩn dụ, hoán dụ đẹp và sáng tạo, các tiêu từ ngữ giàu sức biểu cảm, đã miêu tả cảnh dòng người vào lăng viếng bác với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc. Từ đó, nhà thơ bộc lộ tình cảm nhớ thương của mình, của nhân dân sẽ không bao giờ dứt, kéo dài, vô tận như thời gian. Cùng với dòng người từ từ chậm chậm vào lăng, thì cũng đến lúc tác giả bước vào trong lăng. Chúng ta
xem cảm xúc của nhà thơ như thế nào khi vào trong lăng và thấy hình ảnh của bác. Tác giả viết: Bác nằm trong giấc ngủ bình yên giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Tác giả miêu tả hình ảnh của bác là nằm trong giấc ngủ bình yên. Ở đây, một lần nữa, nhà thơ lại sử dụng phép nói giảm, nói tránh. Người nhìn thấy bác mà như là đang ngủ với một vẻ bình yên, thanh thản. Có lẽ lúc này nhà thơ cố nén nỗi đau thương để cảm nhận một cách trọn vẹn vẻ đẹp toát ra từ sự thư thái trong giấc ngủ của bác Hồ. Và tác giả nói tới vầng trăng sáng dịu hiền. Đây là một hình ảnh đẹp gợi nhiều liên tưởng, bởi vì trong cuộc đời bác rất gắn bó với vầng trăng. Và chính người cũng làm nhiều thơ cho trăng. Chúng ta có thể nhớ lại những vần thơ bác viết, như là trong nhật ký trong tù thì bác Hồ đã có những câu thơ dành tặng cho vầng trăng yêu quý. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Hay như trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp thì tác giả Hồ Chí Minh cũng không quên những vầng thơ dành cho trăng. Trăng vào cửa sổ đòi thơ, việc quân đang bận, xin chờ hôm sau. Như vậy, tác giả Hồ Chí Minh rất là yêu trăng, và nói tới vầng trăng là chúng ta nhắc tới tâm hồn thi sĩ rất mơ mộng, nói tới tình yêu thiên nhiên rất phong phú của bác. Vậy thì ở đây, nhà thơ Viễn Phương nói tới vầng trăng sáng dịu hiền, chúng ta thấy vừa gọi ra cái ánh đèn neon hiền hòa trong trẻo quanh nơi bác nằm, nhưng đồng thời lại ca ngợi được tâm hồn cao đẹp, lãng mạn và thi sĩ của bác. Chúng ta thấy ở hai câu thơ này, nhà thơ đã diễn tả một cách chính xác và tinh tế không gian yên tĩnh, trang nghiêm trong lăng bác, đồng thời miêu tả hình ảnh dịu hiền, thư thái của bác Hồ trong giấc ngủ ngàn thu, và lại vừa ca ngợi được tâm hồn thi sĩ của người. Hai câu sau, tác giả viết: Vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Các em chú ý cho cô hình ảnh trời xanh. Trời xanh đây là hình ảnh ẩn dụ để nói tới những gì vĩnh hằng. Rõ ràng tác giả đã sử dụng hình ảnh này để nói bác hóa thân vào thiên nhiên, đất nước bất tử cùng với dân tộc. Thực ra thì trước Viễn Phương, nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: Bác sống như trời đất của ta. Cũng là một hình ảnh để nói tới sự vĩnh hằng của bác. Nhưng ở câu thơ của Viễn Phương, tác giả còn nhấn mạnh sự vĩnh hằng ấy bằng cụm từ là mãi mãi. Như vậy, nhà thơ khẳng định bác sống mãi trong trái tim mọi người dân Việt Nam, trường tồn vĩnh viễn cùng với dân tộc Việt Nam. Đó là lý trí, là nhận thức, hiểu về điều đó. Nhưng trái tim thì vẫn có lý lẽ riêng của nó. Ở câu thơ tiếp theo, tác giả viết: Mà sao nghe nhói ở trong tim. Cụm từ nghe nhói ở trong tim, đặc biệt là từ nhói, có sức biểu cảm rất cao, diễn tả một nỗi đau như dao cắt, như dùi đâm, nỗi đau đến xé lòng,
Đây là cái nỗi đau trực tiếp, cụ thể, bộc lộ sự xót thương của tác giả khi mà phải chấp nhận một cái sự thật rằng bác đã ra đi mãi mãi. Trong hai câu thơ này, các em còn cần phải chú ý cho cô cặp từ vẫn biết mà sao. Đây là cặp từ thể hiện cái quan hệ đối lập giữa hai câu. Rõ ràng cái phép đối lập này đã diễn tả cái mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm của nhà thơ. Lý trí thì biết rằng bác sống mãi, bác sẽ bất tử cùng với dân tộc, nhưng trái tim thì vẫn đau, đau đến xé lòng. Vậy ở đây, nỗi đau trong trái tim của Viễn Phương đã lấn át cả lý trí. Ở đây, chắc chắn cái nỗi đau ấy phải quá lớn, quá mạnh, thì tác giả mới bất chấp cả cái sự nhận thức của mình như vậy. Trong bài viết Lời người con miền Nam ra thăm cha già dân tộc, thì giáo sư Trần Đình Sử cũng viết: dù biết bác sống vĩnh viễn như trời xanh thì cũng không che giấu được sự thật mất mát, đau nhói con tim. Câu thơ như một tiếng khóc nghẹn ngào. Tiếng khóc nghẹn ngào nghĩa là cố nén nhưng khó có thể nén được. Sau khi đi quanh di hài bác, thì tác giả cũng theo dòng người bước ra ngoài lăng. Và lúc này nhà thơ nghĩ tới khi trở về. Khổ thơ thứ tư bộc lộ những ước nguyện của ông khi nghĩ tới phải về miền Nam. Các em chú ý, chúng ta đọc lại khổ bốn. Mai về miền Nam, thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh lăng bác, muốn làm đóa hoa tòa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Câu thơ đầu, mai về miền Nam, nhà thơ nói tới một cái thời điểm mà có lẽ ít mong muốn nhất. Về miền Nam có nghĩa là sẽ lại xa bác, sẽ lại phải rất lâu nữa có khi mới được gặp. Vậy thì nghĩ đến đó thôi, nhà thơ thương trào nước mắt. Cụm từ thương trào nước mắt có sức biểu cảm cao nhất trong bài thơ. Rõ ràng là từ khổ 1 đến khổ 3, cái cảm xúc rất mãnh liệt, nhưng tác giả vẫn cố nén trong lòng. Đến đây thì không còn nén được nữa, trào ra thành giọt nước mắt nóng hổi. Đó là nỗi xúc động đến đỉnh điểm, nhà thơ đã bật khóc. Nhưng tác giả bên cạnh nỗi đau lớn lao ấy, thì ông còn bày tỏ những ước nguyện của mình. Ta chú ý, điệp ngữ muốn làm. Điệp ngữ được nhắc lại tới 3 lần, vừa giúp cho nhịp thơ nhanh, dồn dập, vừa thể hiện cái mong muốn cháy bỏng của mình. Đó là những ước mong rất mãnh liệt, rất chân thành. Ước mong của nhà thơ đã được thể hiện qua những hình ảnh rất cụ thể. Hình ảnh con chim hót, bông hoa tỏa hương. Đây là những hình ảnh đẹp và gợi cảm. Ta thấy con chim thì hay nhất là tiếng hót. Đóa hoa đẹp nhất, thơm nhất là khi tỏa hương. Vậy thì mượn những hình ảnh đẹp nhất, thơm nhất, nhà thơ cũng muốn hóa thân, hòa nhập vào cảnh vật thiên nhiên quanh nơi bác nằm để làm đẹp, làm vui cho nơi đó. Đấy là ước mong, không muốn rời xa, vẫn lưu luyến, vẫn nuối tiếc khi phải về miền Nam, phải rời xa bác. Câu thơ gây ấn tượng nhất ở khổ thơ này là câu cuối, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
tác giả đã sử dụng hình ảnh cây tre trung hiếu là một hình ảnh ẩn dụ tượng trưng để nói tới cái ước mơ cao nhất của mình là được trung hiếu với Bác. Bác Hồ vẫn thường nói trung với Đảng, hiếu với dân. Ở đây, trung hiếu với Bác là có nghĩa đi theo lý tưởng của Bác, phục vụ hết lòng cho Đảng, cho dân, cho nước. Hình ảnh cây tre trung hiếu gợi ta nhắc tới hình ảnh hàng tre ở Khổ Đầu. Khổ Đầu là hàng tre, Khổ Cuối là cây tre. Chính cái kết cấu đầu cuối tương ứng này đã làm cho bài thơ có bố cục chặt chẽ, ý thơ nối tiếp phát triển và được nhấn mạnh rõ ràng. Nhà thơ muốn chỉ mình chỉ là một cây tre trong hàng tre cả dân tộc. Mình muốn trung hiếu với Bác cũng như cả dân tộc sẽ nguyện đi theo cái lý tưởng của Bác, trung thành với Bác suốt đời vì dân, vì nước. Đây là ước nguyện mạnh mẽ, lớn lao mà không chỉ có Viễn Phương, cả dân tộc đều nguyện như vậy. Vậy là Khổ Cuối với cảm xúc trào dâng mãnh liệt, nhà thơ bày tỏ niềm lưu luyến, tiếc thương của mình cùng những tình cảm thành kính sâu sắc nhất dành cho Bác Hồ. Tình cảm sâu sắc ấy là cái ước nguyện mạnh mẽ mà Bác luôn mong muốn ở mỗi người dân, ở cả dân tộc Việt Nam. Để khắc sâu cho các em những kiến thức cơ bản của bài học này, các em hãy nhớ cho cô phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 60. Bài thơ Viếng Lăng Bác thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ và của mọi người đối với Bác Hồ khi vào lăng viếng Bác. Bài thơ có giọng điệu trang trọng và tha thiết, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm, ngôn ngữ bình dị mà cô đúc. Bây giờ, để các em nâng cao hơn cái nhận thức của mình về bài thơ này, cô xin gửi tới các em những đề để các em luyện tập. Đề 1, bài thơ Viếng Lăng Bác của Viễn Phương có nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm. Em hãy phân tích giá trị biểu cảm của những hình ảnh đó. Các em hãy nhớ lại phần giảng bài của cô lúc nãy. Các em thấy xuyên suốt 4 khổ thơ, chúng ta đều thấy nhà thơ sử dụng các hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm. Ở khổ 1 có hình ảnh hàng tre. Ở khổ 2 có hình ảnh mặt trời, hình ảnh tràng hoa. Ở khổ 3 hình ảnh vầng trăng và trời xanh. Ở khổ 4 lại có hình ảnh cây tre trung hiếu. Các em xoáy vào phân tích giá trị biểu cảm của các hình ảnh này thì các em sẽ kết nối được ý nghĩa xuyên suốt của bài thơ cũng như là những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật của bài Viếng Lăng Bác. Đề văn thứ 2, phân tích mạch cảm xúc trữ tình trong bài thơ Viếng Lăng Bác của Viễn Phương. Ở đề văn này, các em có thể đi vào từng khổ thơ, phân tích những giá trị nghệ thuật và nội dung đặc sắc, thì các em sẽ thấy được mạch cảm xúc của tác giả được kết nối và phát triển theo trình tự thời gian và không gian. Khi các em làm rõ những giá trị nghệ thuật và nội dung của từng khổ, các em sẽ có được những hiểu biết sâu sắc về toàn bài thơ này. Cô mong rằng các em sẽ làm tốt 2 đề văn và như thế các em sẽ củng cố và nâng cao kiến thức của mình về bài thơ Viếng Lăng Bác của Viễn Phương.
Các em cố gắng, chúng ta luyện tập tốt nhé. Cô mong rằng các em sẽ hiểu sâu sắc về bài thơ Viếng Lăng Bác. Nếu giả sử đề thi có cho các em cảm nhận về bài thơ, các em sẽ thực hiện tốt và đạt điểm cao. Cô chúc các em thực hiện được những ước mơ của mình. Tạm biệt các em và mong gặp lại các em ở bài học sau.